tìm thấy nhẫn vàng trắng nạm kim cương sau 16 năm thất lạc trong một lần làm vườn, trúng xổ số hàng triệu đô la, tương đương hơn 22 tỷ đồng chỉ trong một ngày, vân vân. Bạn đang nghĩ mình chém gió ư? No, đó là những trường hợp vô cùng may mắn từng có thật trên thế giới. Vậy còn bạn, bạn đã bao giờ tự hỏi rằng bản thân mình có phải là người gặp may mắn hay chưa? Trước video giải mã hộp quà bí ẩn ngày hôm nay là cơ hội có 102 để bạn kiểm tra mức độ may mắn đấy. Ok, let's go! Cấp độ 1, may mắn tự rơi vào đầu. Hoàn toàn không phải giống bất kỳ một lần gặp may mở quà nào của bạn trước đây đâu nha. Ở đây, bạn mà không tinh mắt để tự tìm may mắn thì chỉ có xịt thôi. Quan sát kỹ nhá, hộp thứ nhất có kim cương, nhưng mình sẽ đảo chỗ của nó. Sau khi đảo xong, bạn nào nhanh chóng đoán ra vị trí của viên kim cương đó, rất có thể bạn sẽ giàu ú sụ trong tương lai. Nào nào, ok chưa anh em? Hộp số mấy có kim cương? Comment ngay để xác nhận là bạn đã nhìn ra đầu tiên nhé. Và kết quả là hộp số 2. Chúc mừng, chúc mừng. Tuy nhiên thì mức độ đánh cháo của thử thách vận may đầu tiên quá là tầm thường. Bạn may thôi, cơ hội thứ hai này vừa bất ngờ vừa choáng ngợp hơn cơ. Chuẩn bị nha. Mình sẽ cho bạn biết trước hộp quà 3 có một quà là tấm vé hóa thân vào búp bê trong Squid Game. Nhưng sau khi đảo, bạn có đoán ra được hay không thì tùy thuộc vào bạn đó. Chà chà, đến lúc lật mở rồi, bạn đoán là số mấy? Nếu trần lất thì buồn lắm, đây là cơ hội may mắn của bạn cơ mà. Boom, từ cuối lộn lên đầu luôn. Biết đâu trên đường nghèo tấp nập, bạn vô tình gặp anh đa cấp đẹp trai của Squid Game trao cho tấm vé này thì sao? Càng về sau, những món quà, độ may mắn và những cao thủ vàng trong làng tinh mắt càng đông. Bạn phải hoàn toàn chú ý và tập trung đấy nhé. Ở ván này, trong hộp 2, đang có một tấm vé tham gia vào làm nhân vật bạn thân của Doraemon. Có ai là fan của Doraemon ở đây không? Comment Doraemon và quan sát cho kỹ này. Lần này là hộp nào đây? Cứ đứng ngoài nãy giờ mình không chịu được, phải chơi solo với các bạn luôn. Nên mình mạnh dạn chọn hộp số 3 là hộp có quà nha. Trúng phốc! Bạn nào là fan của Doraemon lại còn đoán trúng tấm vé may mắn thì quá xá vui như mình giờ nè. Hehe, có ai dám solo với mình tiếp không? Bơi hết vào đây. Mình nghĩ mình mà may mắn số 2 thì không ai là chủ nhật luôn. Cấp độ 2, thông minh xinh đẹp chưa chắc gặp may. Hơi bất ngờ đấy, không phải là đánh cháo vị trí hộp quà nữa mà cả ba đều có quà. Cái này khoái lắm. Cả ba đều ẩn chứa một cái gì đó, nhưng chỉ có một cái xịn nhất là may mắn thôi. Cẩn thận, IQ 2000 cũng đen thùi lùi đó. Mình mạnh dạn chọn số 1 luôn, sao phải xoắn. Anh em chọn số nào, mạnh dạn lên. Xong chưa? Mở này. Boom. Thôi xong, tay vừa bốc gì mà đen thế nhở? Cửa gỗ rách là dở rồi. Hộp quà 2. U là trời, may nhất nha. Cánh cửa thần kỳ Doraemon đấy. Ngày xưa đọc truyện Doraemon, mình chỉ mơ ước có nó thôi. Còn hộp quà số 3, ai hồi hộp không? Là cửa nhà vệ sinh chào đón bạn. Câu đố còn dài, may mắn còn nhiều mà. Người thông minh thì không đi đâu mà phải vội các bạn nhờ. Không biết bí mật sau, các hộp quà là gì đây? Mình chọn số 2 luôn, khỏi nói nhiều. Còn các bạn đấy. Pung. Hộp 1 là ô mất lượt. Rất buồn nhưng cho phép mình cười một tí được không? Chắc hộp 2 của mình là may mắn hơn rồi. Là... What? Ước được ăn gì mũi một lần á? Mình nên khóc hay nên cười đây? Mình không ước như vậy đâu. Còn hộp 3. Một điều ước có thể ước bất cứ điều gì thành hiện thực ư? Dã man còn ngàn. Thôi được rồi, xem anh em đen như mình quay lại phản đòn đây nè. Hộp quà xanh đỏ tím vàng này có gì đấy? Mình không hề được tiết lộ trước luôn. Cảm giác cái mình làm ra mà không giải quyết được. Ôi nó cay. Mình mạnh dạn chọn số 2. Tèn tèn tèn, biết đâu bất ngờ nhở. Cơ mà mở hộp quà số 1 đã. Là búp bê Annabelle. Hehe, làm chị em với búp bê Squid Game bên trên cũng được đấy. Bạn hài lòng hay không? Comment hài lòng hoặc sợ lắm để chứng tỏ bạn không sợ ẻm cúp bế ma này nhé. Còn hộp quà 2 là chiếc búp bê trị giá 40.000 đô, xấp xỉ 900 triệu đồng Việt Nam ư? Không thể tin nổi, nhưng sự thật, đây là búp bê có tên là Enchanted Doll, được chế tác tinh xảo bằng gốm sứ, da giống hệt người, các phụ kiện cũng lung linh lóng lánh. Các chị em mà bốc chúng thì may mắn lắm lắm đó nha.
Chưa hết bất ngờ đâu, còn hộp 3 nữa. Một búp bê bằng rơm thôi sao? Nhưng cũng đừng buồn, sau bao cố gắng thì thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn ở lần này. Tin mình đi, bỏ lỡ dáng chịu. Cấp độ 3, ai ăn ở tốt thì mới may mắn. Quan sát cho kỹ nhé. Hộp 2 là con robot, nhưng sau khi đảo vị trí, bạn tìm ra mới là khó. Hey, các thám tử điều tra mà tham gia game này thì có khi còn phải chào thua bạn ý chứ. Mình choáng luôn, có rất nhiều bạn đã tìm ra hộp 2 trong khi mình chưa kịp nảy số luôn. Quá đỉnh, mở ra xem nào. Là một robot, chỉ nghe lời bạn sai bảo bất cứ điều gì ư? Ái chà chà, thú vị đấy. Anh em yêu cầu điều gì nhở? Còn mình thì mình yêu cầu nó cho mình học giỏi và có crush đẹp trai như anh Vi Trang Húc nè. Quan sát kỹ nha. Hộp 1 có một bộ máy bay đồ chơi điều khiển từ xa siêu xịn sò. Bạn mở trúng hộp quà may mắn này, khả năng cao bạn đang mong được đồ chơi gì thì sẽ được như ý món đó luôn. Sau khi tráo đổi ở cường độ chóng mặt hoa mắt, bạn có còn đoán ra được không? Câu trả lời là tất nhiên là vẫn kịp nhìn ra được, nhưng mình nghĩ bạn nào nhìn ra chính xác nó đang ở vị trí hộp 2 có khi mắt thần ý chứ. Mình thì chịu, rõ hòa mắt luôn, ván này mình xin thua nhá. Còn 2 tấm vé để quyết định sự may mắn có đến bên bạn hay không đây. Bạn sẽ vui hết nấc nếu đi ăn có người bao chứ. Điều đó có thể thành công nếu như bạn chọn được một hộp quà rủng rỉnh nhất dưới đây. Mình biết là bạn chọn rồi, nhưng comment thì sẽ thiêng hơn đó. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Số 1 là tấm vé ăn khoai tây, chân gà chiên cùng bao nhiêu là đồ ăn nhanh miễn phí. Hộp 2 là vé xịt chẳng được gì. Hộp 3 là trước vé ăn phải trả tiền gấp đôi. Nếu bạn chọn được tấm vé đầu tiên thì tất nhiên là may mắn nhất rồi. Nhớ tiết lộ cho mình biết linh tính nào mách bảo bạn mà bạn chọn chuẩn thế. Chùm cuối không có lựa chọn buồn bã, vừa ý hay vui sướng tột cùng đâu. Chỉ một cơ hội duy nhất quyết định ai mới xứng đáng được thần may mắn nhập đây. Con số nào đây, con số nào đây? Piu, số 3 chứ không phải con 33 bán ngoài chợ bà còn sợ đâu nha hảo anh em. Chúc cho những bạn nào dính lời nguyền đi học toán được hoa điểm tốt này sẽ thành hiện thực hết nha. Xin chào, ngày hôm nay chúng mình đã trải qua 10 ván thử tài vận may, nhanh tay mở quà siêu độc lạ của Nhanh Trí rồi. Các bạn thấy có ấn tượng và mong muốn những phần quà nào xuất hiện nữa không? Comment ngay tên của những thứ bạn muốn để được Nhanh Trí lên ngay vào video sau nha. Còn bây giờ là một phần quà vô cùng quen thuộc, không kém phần đặc biệt chỉ có tại Nhanh Trí, trò chuyện trực tiếp cùng fan cứng. Hiện nay có rất nhiều fan đã inbox về Facebook Nhanh Trí, yêu ơi là yêu, đặc biệt có bạn Tường Vi gửi ảnh của hai chị em để được lên TV khoe cho bố mẹ xem nữa cơ. Ok, lên luôn nha Vi ơi. Bạn ấy nói, em là Tường Vi, em đã đăng ký kênh cho Nhanh Trí rồi, bấm like nữa, chị nhớ cho em lên TV nhé. Chúc Nhanh Trí nhận được nút kim cương và nút vàng, mãi yêu Nhanh Trí cute. Chúc bạn học giỏi và mãi là fan Nhanh Trí đấy. Bạn Nam Bảo, em chúc chị luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và mong chị cố gắng ra thêm nhiều video nữa ạ. Em rất nôn nóng luôn. Nam Bảo ơi, bạn có đây không? Mình đang xinh lên nhờ bạn khen nè, vì mình cười nãy giờ thôi. Nhất định team Nhanh Trí sẽ cố gắng nha. Các bạn nhớ theo dõi video vào lúc 10 giờ trưa và 16 giờ hàng ngày. Chủ nhật thì 3 cái luôn, từ 8 giờ sáng, 13 giờ chiều và 16 giờ chiều nha. Bạn có nickname Hằng Nguyễn, chào chị Nhanh Trí cute, em tên Nhi, video nào của chị em cũng xem và cái nào cũng hay, em chúc chị sớm đạt nốt kim cương, yêu chị Nhanh Trí, thì chào Nhi nha, tên Nhi thì lại rất hiền và xinh xắn cute nè, cảm ơn bạn đã khen, mình còn dự tính làm nhiều video hay hơn nữa, bạn nhớ đón xem nhé. Nếu đọc tiếp comment thì mình sẽ bị những sự ngọt ngào làm xỉu áp xỉu đau mất thôi. Nên các trai xinh gái đẹp còn lại thì mình đã thả tim và cất vào tim mình rồi. Để video sau sẽ lên sóng. Cuối cùng là đừng có mà ham xem quá rồi quên giờ học đó. Nhớ like, share ủn mông mình và đăng ký kênh để nhận video mới sớm nhất các bạn yêu nhé.